Hello hello, Tính vừa đi Côn Đảo về nè Và khi đi thì Tính có đăng lên story một tấm hình ăn vặt ở Côn Đảo Thì mọi người hỏi Tính ở đâu Ta đa đó là quán Duy Võ nằm trên đường Nguyễn An Ninh Thì thực ra là em Tính đã đến cái quán này 4 năm về trước rồi Và trước đó nó chỉ là một cái quán rất là nhỏ thôi Nhưng Duy và bạn trai của Duy đã cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn ban đầu Và bây giờ mở rộng cái quán như hiện nay khi bạn đến quán thì bạn sẽ thấy duy cũng như bạn trai của duy và các nhân viên rất là vui vẻ nè rất là phục vụ rất là chu đáo thì đây là những cái món ăn của tính à, gọi thì tính hỏi là à món signature ở đây là cái gì thì à, duy duy nói với tính là à nó có món nè à, kem dừa nè và món rau mát đậu xanh cũng khá là ngon và béo nha mọi người ngoài ra thì còn cá cá viên chiên nè à, rồi có à, hộp gà nướng nữa và lúc mà tính ngồi tính nói chuyện với bạn Duy á Thì mới biết là những cái món của Duy làm ở chỗ này nè Thì cho dù nó qua ngày hôm sau đi chăng nữa Thì Duy cũng kiểm tra chất lượng của món rất là là kỹ Ví dụ như chỉ cần cái món nó có hơi, có mùi thôi Cũng chưa có đến nó là thiêu nữa thì Duy đã bỏ rồi Bởi vì Duy nói là à cái uy tín cái cách làm nhờ cái việc đó Mà Duy mới duy trì được cái 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 cái, cái, cái một cái cửa hàng Và nó ngày càng, càng mở rộng như ngày hôm nay sau khi ăn xong rồi thì nó vẫn nói chung mình nó vẫn còn muốn ăn, muốn uống nữa thì hai anh em cũng order thì một ly trà đào và một ly trà tiso và nói thiệt là trà đào uống rất là ngon luôn nên là buổi hôm sau á khi mà đi viếng xong mày tính cũng quay lại tính mua tiếp một ly trà đào để cho nhỏ em nó đi ra sân bay nó về như vậy là kết thúc video rồi nhớ nhấn follow và chúc các bạn ăn ngon miệng nha.